Okay, the doctor found the patient, okay, lying on the floor. Yeah, bây giờ tôi có một cái câu là the doctor found the patient lying on the floor. Rồi, bây giờ mình chỉ coi cái câu này nha. The doctor found the patient lying on the floor. Vậy subject của mình là như vậy, cái động từ của mình đó. Động từ chính của mình nha. Tôi nói động từ chính nha. Found. Tại sao tôi biết ở đây động từ chính? Bởi vì sau lưng anh có object nè. Đúng không? Tôi có verb nè. Anh này làm subject nè. Rồi xong tôi ra được subject và object rồi. Thì cái lỗ trống của tôi nằm bất cứ chỗ nào tôi cũng làm lại được nha. Lying on the floor phải đi chung một ý đúng không? Như vậy thì bây giờ cái chữ lying on the floor này nè, nó mang bổ nghĩa cho ai? Cho patient. The doctor found the patient lying on the floor. Nó đang bổ nghĩa cho ai? Cho patient. Đồng ý không? Ai nằm ở trên giường, ai nằm trên sàn? The patient nằm ở trên sàn. Như vậy có phải là anh này bổ nghĩa cho object không? Thì khi anh này bổ nghĩa cho object thì tôi gọi nó là object complement. Ok ha. Complement có nghĩa là một phần bổ nghĩa thêm cho cái thằng đằng trước. Như vậy chỗ này tôi sẽ có he asked the nurse to help him up. Ok, rồi tôi lại có câu tiếp theo là he asked the patient to help him up. Vậy giờ tôi cũng phân tích nha. Ask là động từ có chi không? Có, bởi vì sao tôi có object. Đây là anh này động từ chính trong câu. Anh này là object và anh này là subject, xin lỗi. Anh làm subject không ý nhờ. Như vậy bây giờ tôi cũng lại có một cái ý thêm của tôi là to help him up, tức là giúp ổng đứng lên đúng không? Up là lên đó ha, to help him up. Như vậy bây giờ tôi sẽ có to help him up lại bổ nghĩa cho ai? Cho the nurse. I help him up, the nurse help him up. Thì anh này cũng vẫn là một cái vị trí của pháp y hệt, đó là gì? Object complement. Vấn đề nằm ở chỗ là khi nào tôi dùng verb in mà khi nào tôi dùng to. Nếu tôi cho men chị hai cột vừa in vừa to, thì khi nào tôi dùng là the doctor found the patient lying và the nào he asked the nurse to help him out. Hôm bữa mình học là gì nhớ không? À đúng rồi, mình thì học là hai hành động đúng chưa? Bây giờ nếu mà cái verb đằng sau xảy ra trước cái verb số 1 đúng không? Verb đằng sau là verb số 1 và verb đằng trước là verb số 2. Thì cái verb này là cái gì sau hành động trước? Hành động quá khứ so với trước hay là tương lai so với trước? À, hành động số 1 xảy ra rồi, hành động thứ 2 mới xảy ra. Nhưng mà nó lại đặt trái cái vị trí. Đúng không? Thì hành động số 2, số 1 là cái gì sau hành động số 1? Quá khứ của cái. Quá khứ. Rồi bây giờ tôi sẽ có hành động này xảy ra trước, rồi đến hành động này xảy ra sau. Thì hành động phía sau là cái gì của hành động phía trước? Hành động tương lai của hành động phía trước. Tôi sẽ gọi là future action sau hành động phía trước. Đồng ý chưa? Đồng ý ha? Như vậy thì khi tôi hiểu như vậy thì anh chỗ này sẽ là to và anh chỗ này sẽ là in. Ok chưa? Yeah. Như vậy thì bây giờ tôi có cái câu là the doctor found the patient lying. Như vậy ai xảy ra trước? Cái ông bệnh nhân này ông nằm trên sàn và ông nằm chưa? Nằm trước khi được cái ông bác sĩ tìm thấy. Như vậy nói là cái ông bác sĩ thấy cái ông bệnh nhân đang nằm ở trên sàn nhà. Như vậy thì cái chuyện nào xảy ra trước? Cái ông bệnh nhân nằm ở trên sàn nhà trước và sau đó thì cái ông bác sĩ ông thấy. Rồi giờ cô nói he asked the nurse to help him up. Như vậy cái ông này yêu cầu cái cô điều dưỡng giúp ổng đứng lên. Như vậy thì chuyện kêu và cái chuyện giúp cái nào xảy ra trước? Kêu rồi mới giúp. Đó là lý do cái này tôi có chữ to. Đồng ý rồi. Như vậy bây giờ nếu chỗ này của tôi thêm vô một cái object, thêm vô một cái object giống như mấy chị đang làm đây, đúng không? Nếu mà tôi thêm vô như vậy bây giờ tôi sẽ nói là the patient, the doctor found the patient lying. Có phải là tôi verb rồi object rồi verb không? Đúng không? Rồi bây giờ tôi nói là he asked the nurse to help. Có phải là verb rồi object rồi verb không?
Như vậy thì tôi chui có cái vô đây thì tôi làm cái gì? Tại sao hồi nãy tôi không có chua object vô mà bây giờ tôi chua object vô? Vậy tôi chua object vô có làm thay đổi thứ tự của hai hành động này với nhau không? Có không? Không. Khi tôi chua object vô thì cái thứ tự của hai hành động đó vẫn y hệt như vậy. Nhưng mà tôi bỏ object vô để cho người ta hiểu rằng à, cái hành động phía sau là cái object này làm nè. Chứ nếu mà tôi không có object thì ai làm? Có một mình cái anh đằng trước làm thôi, có một người làm thôi. Ví dụ như tôi có they forgot to tell you. They forgot to tell me. Ví dụ như tôi cho một câu vậy đi. To tell the story. Ví dụ mà câu ở dưới là they forgot telling the story. Hai câu này như thế nào với nhau? They forgot to tell the story and they forgot telling the story. Chị quá khứ hết cả hai đi. Có nghĩa là mình có hai động từ đứng kế nhau nè. Như vậy mấy người làm? Hai động từ đứng kế nhau thì mấy người làm? Một người làm. Còn chuyện gì xảy ra nếu giữa hai động từ có một cái gì chui vô thì mấy người làm? Hai người làm. Đó vậy thôi, là chỉ khác vậy thôi. Đồng ý ha? Vậy cái anh này bỏ vô để cho mình biết à, cái thằng mình trước làm cái thằng này làm cái này. Alright, đồng ý ha? Còn nếu mà tôi không có object có nghĩa là có người làm một thôi. Đồng ý không? Cái đó là hiểu ha? Đọc hiểu ha? Giờ nhìn như đây. Như vậy khác nhau giữa hai anh này là gì hồi nãy tôi nói? Nếu sau lưng verb in, verb là verb in có nghĩa là thằng đầu thằng sau xảy ra trước. Nếu sau lưng verb là verb to thì thằng sau chưa xảy ra. Như vậy, câu này tôi có kể chuyện cho nó nghe chưa? They forgot telling the story. Họ có kể chuyện chưa? Chưa. Tại sao chưa? Đang thì điện thoại. Ngồi thì nãy giờ chưa. Tôi có nói gì cái thì không? Hồi nãy giờ tôi có nói gì cái thì không? Tôi chỉ nói quan hệ giữa hai hành động với nhau thôi mà. Tôi chỉ nói rằng là quan hệ giữa hai hành động với nhau thôi mà. Nếu hành động phía sau xảy ra trước, verb in cho cái sau. Nếu hành động phía sau chưa xảy ra, verb to cho cái sau. Ok chưa? Còn cái chuyện thì đằng trước thì cãi nó liên quan. Thì đằng trước là liên quan đến nội dung của nguyên cái câu này nè. Cái thì của động từ chính sẽ liên quan đến nội dung của nguyên cái câu. Còn hai thằng này với nhau thì nó chỉ liên hệ với nhau thôi. Ok chưa? Chứ vậy bây giờ tôi kể câu chuyện này chưa? Câu dưới They forgot telling. Câu dưới, tôi đang nói câu dưới nha. They forgot telling the story. They kể chưa? Họ kể chưa? Bây giờ tôi chỉ hỏi họ kể chưa? Còn cái chuyện quan kể nó đi. Ông kể câu chuyện đó chưa? Kể. Long rồi. Chưa kể. Nếu mà chưa kể thì đằng này kể chưa? Chưa kể. Vậy là hai câu chưa kể hết chồng. Không kể nói là kể rồi. Hay chưa? À, nếu mà nói chưa kể hết chồng. Tại vì anh dịch cái chữ forget. Tại mình dịch cái chữ forget nhưng mà bây giờ cái chuyện quên là cái chuyện khác, còn cái chuyện kể là cái chuyện khác, hai thằng đó khác nhau mà. Cho nên tôi muốn nói với anh chị là mình muốn chia thì mình phải chia cho động từ nào nữa. Trong câu có nhiều động từ thì mình phải chia cái động từ nào đi mới nói chứ. Như vậy bây giờ cái chữ forget, forgot kể bạn đó đi nha. Bây giờ tôi chỉ cần hỏi là tôi kể chưa hay là chưa kể thôi. Là tôi chỉ cần giữa động từ forget và telling thôi. Câu ở dưới nào tôi kể chưa? Câu ở dưới, they forgot telling. Có nghĩa là họ kể chưa? Chưa. Kể rồi. Ủa sao vậy? Nhìn nó chưa được. Ai biểu dịch chơi bởi giờ tôi muốn cho mấy chị đừng có dịch lẹ đó. Bây giờ nè, hành động phía sau là góp in. Có nghĩa là hành động phía sau phải ra ra rồi. Chỗ này xảy ra sao? Góp trù, có nghĩa là chưa? Làm ý chưa? Bây giờ tôi chỉ cần hỏi they forgot telling, có nghĩa là họ đã kể chưa? Kể rồi mà họ quên là họ đã kể rồi. Cứ ngày nào cũng vô cũng kể, cô cũng kể nói sao kể hoài vậy? Ôi trời, tao kể rồi mà tao quên. Làm ý hả? Thấy chưa? They forgot telling, có nghĩa là they told me so many times. Nhưng mà cứ ngày nào nhớ nó cũng kể hết trơn. Như vậy forgot to tell có nghĩa là kể chưa? Chưa kể. Chưa kể, rồi vậy thôi, tắm dứt.
Còn cái chuyện forgot, forget như thế thì cái chuyện đó của chữ forgot, forgot. Còn cái chuyện giữa nó với cái thằng kế bên mới là của nó với cái thằng kế bên. Còn cái này thì mình tính câu nguyên cái câu này thì gì thì mình chia cái thì cho nó. Chứ không phải vì cái nghĩa của nó mà mình lại nói là chưa kể. Tại vì cái chữ forgot có nghĩa là quên. Quên thì quên hai thứ là quên chưa làm và quên là đã làm rồi chứ. Như tôi nói, tôi nhớ tôi gặp chị rồi nè. Nhớ gặp chị rồi nè, gặp chưa? Nhớ là tôi gặp chị rồi đó, gặp chưa? Rồi, I remember seeing you before. Nhớ lát nữa ra đường gặp tôi nha. Gặp chưa? Chưa, remember to see me. Đó, xong, để đó. Cái đó là cái nghĩa đó. Hồi xưa giờ mấy anh chị cứ học là sau lưng vật này là to, sau lưng vật này là in, ngồi học là đây, học quá giờ học luôn á. Đúng không? Là thật sự đó là cái nghĩa đó. Tại sao người ta dùng như vậy? Có nghĩa là người ta muốn như vậy thì từ này về sau mình muốn như vậy là mình cứ dùng. Nó sẽ đúng. Và người ta sẽ phải hiểu mình theo cái ý của mình. Có nghĩa là bây giờ mình chủ động đó. Tôi muốn là tôi làm đó, không có cần đúng trật gì hết trơn á. Nhưng mà tại vì tôi học, tôi hiểu, muốn trúng thì phải như vậy, muốn trật thì phải như vậy. Cho nên tôi có việc làm mà anh tự hiểu tôi đi. Chiều điều đó suy ra rằng khi người ta nói, mình cũng phải đáng hiểu người ta. Miễn hai thằng mình đừng Việt Nam chơi với nhau thôi. Mình với thằng này là Việt Nam chơi với nhau. Mình Việt Nam chơi với nhau là mình chật lắm. Đồng ý chưa? Như vậy hôm nay mình ôn được cái gì nè mấy anh chị? Hôm nay mình ôn được một cái phần rất là quan trọng là ôn vừa thì vừa passive. Làm sao mình nhìn mình biết được passive active, ok chưa? Và đề thi của mình đi thi thì cũng sẽ khó tới đó thôi, không khó nữa đâu. À, cũng sẽ khó tới đó thôi. Tức là mình nhìn vô làm sao. Trước hết mấy anh chị nhìn gì? Mấy anh chị nhìn coi rằng là cái chỗ mình cần. Tức là nhìn 4 câu để mình xác định cái điểm testing cái đã đi. Sau khi mấy anh chị có ABCD thì mấy anh chị nhìn dùng tôi 4 câu này người ta muốn test mình cái gì? Một gạch, hai gạch hay ba gạch? Đúng không? Bây giờ người ta test nhìn 4 cái này tôi thấy có chi không chi anh à. Sau khi tôi loại xong thì tôi kèm switch nhiều nè. Sau khi tôi loại xong thì tôi dùng active passive nè. Sau khi tôi lại xong thì tôi coi thì gì. Đồng ý chưa? Mình đi từng bước một. Có thể mình hết số 1 là mình đã làm xong cái câu đó rồi. Mình không cần nhìn tới 2, 3, 4 đâu. Nếu mà tôi cho đề dễ thì mấy anh chị chỉ cần tên là xong. Cho dễ thì cho dễ thì ABCD khó. Cái câu trả lời nó dễ thì ABCD nhìn sẽ không ra. Giống hồi nãy word word đó. Được không? Như vậy nói chung là vậy ha. Rồi sẽ liên quan cái thì bỏ vô luôn. Và ở đây mấy chị sẽ coi dùng tôi là khi nào mấy chị dùng verb in, khi nào mấy chị dùng to verb. Như vậy chỗ nào mình dùng được nè. Ở đây tôi dùng to được không? Subject tôi dùng to được không? Được. Object tôi dùng to được không? Nè. Đứng dậy có nghĩa là object cho con gì? Nè. Object tôi dùng to được không? Được. Nhưng mà lúc mà object to và in thì bắt buộc phải dựa vào gì? Nghĩa cái đằng nào xảy ra trước, nào xảy ra sau. Khi nào dùng to, khi nào dùng in thì mình phải coi cái thằng nào trước thì ra sao. Ok ha. Còn khi mà mình thấy một cái động từ past participle đứng giữa đường thì chắc chắn anh đó sẽ là động từ không kia. Nó sẽ tương đương cho một cái bị động. Ok chưa? Rồi buổi sau đi học á, anh chị mang giùm tôi cái này nha. Có một cái sắp giấy mới mà tôi phát không biết là đã phát hết chưa. Sắp giấy cho thế này. Không, rồi chưa 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 tìm xong sao sẽ đưa lại vì nó đang thiếu. Các chị đem dùng tôi cái cuốn sách này, cái cuốn sách học trong trường á, để mình sẽ đi lại hết những cái bài đọc ở trong sách nha. Đối với những cái bài đọc này có mình có cái gì không hiểu, tại vì mấy chị thì chủ yếu của mình vẫn phải là 60% trong sách rồi. 10 câu từ vựng trong sách, 10 điểm ngữ pháp trong sách, 10 bài đọc trong sách, 10 câu đọc trong sách. Và sẽ có 20 câu đọc ở ngoài. Cho nên để bảo đảm thì mình phải làm sao mình giải quyết hết cái phần trong sách cho nó xong. Và cái phần ở ngoài đánh trúng thôi, để đừng nhiều điểm ở